Vợ chồng Son Đông Nhi gây sốt với hình ảnh cực tình tứ, nhưng cách tạo dáng sai sai của ông Cao Thắng mới chiếm spotlight. Sau gần 2 tuần diễn ra hôn lễ siêu khổng lồ, Đông Nhi và ông Cao Thắng lại khiến hội FA ghen tị tím mặt với khoảnh khắc cực ngọt ngào. Sau hôn lễ hoành tráng, cuộc sống của vợ chồng Son Đông Nhi ông Cao Thắng khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Khác với nhiều nghệ sĩ quyết giữ kín bưng chuyện đời tư, Đông Nhi và ông Cao Thắng lại khá thoải mái. Cả hai thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường vui vẻ và tình cảm bên nhau lên mạng xã hội. Mới đây, bà xã ông Cao Thắng lại khiến hội FA giận tím mặt khi khoe khoảnh khắc cực tình tứ bên chồng. Đặc biệt, mặc dù diện một bộ vest đỏ nổi bật và nam tính, nhưng cách tạo dáng có phần sai sai của ông Cao Thắng lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đông Nhi cũng không phải dạng vừa, liền thừa cơ hội để trêu chồng là chàng thiên cá của em, vô cùng lầy lội. Ngay sau gần một giờ đăng tải, hình ảnh này đã thu về gần 100.000 lượt like cùng hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Khoảnh khắc tình tứ của Đông Nhi và ông Cao Thắng khiến hội FA giận tím người, sau gần một giờ đăng tải đã thu về gần 100.000 like. Sau hôn lễ thế kỷ, Đông Nhi và ông Cao Thắng rất chăm chỉ khoe những hình ảnh hạnh phúc lên mạng xã hội. Cả hai vừa trải qua tuần trăng mật ngọt ngào ở nước ngoài. Niềm hạnh phúc luôn hiện lên trong ánh mắt nụ cười của Đông Nhi và ông xã, đúng là mối tình hơn một thập kỷ khiến người người ngưỡng mộ.